đập cửa luôn. Những đối tượng tập cửa anh có nghi ngờ là ai không? Thì kẻ nhân tình của vợ tôi có thù hẹn. Xin chào tất cả cô chú chị các bạn thân mến nha. Thì mình đang có mặt tại Đồng Nai để mà tìm hiểu một cái thông tin về cái câu chuyện của một người cha phải nuôi 5 đứa con nhỏ, vợ thì bỏ theo trai, và tình địch thì nhắn tin về một cái tin nhắn cũng rất là sốc luôn. Vợ mày cái gì cũng ngon hết, chỉ có cái là thiếu nước thôi. Thì cái câu chuyện như thế nào thì mình đã có mặt ở đây để cập nhật. Thì mình cũng quay một cái đoạn video clip để chia sẻ gửi đến tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay thì có cái thông tin là có một nhóm giang hồ đến thì cũng quậy phá cái gia đình của anh chồng này. Thì không biết như thế nào thì mình mời mọi người theo dõi hết cái câu chuyện, xem hết cái video clip này để hiểu rõ cái sự việc. Mình mời mọi người. Đập cửa luôn. Những đối tượng tập cửa anh có nghi ngờ là ai không? Thì kẻ nhân tình của vợ tôi có thù hẹn với tôi thôi, chứ tôi ở đây tôi có thù hẹn với ai đâu. Tại vì mấy ngày nay tôi đăng tải hình ảnh của tên đó, đối tượng nhân tình của vợ tôi lên mạng đó. Thì cứ nghi ngờ vậy thôi. Thì mình cũng chưa khẳng định ha. Chưa khẳng định, tại vì ở đây tôi đâu có thù hẹn gì với ai đâu. Tôi đây làm ăn đàng hoàng mà. Ở đó giờ mình ở đây là cũng chưa có trường hợp nào xảy ra giống vậy phải không anh? Chưa. Ở đó giờ tôi lo làm ăn tối về ngủ với vợ con thôi, đâu có nhậu nhẹt hoặc là la cà hoặc là xích mích với bất cứ ai đâu. Mấy đứa nhỏ hồi nãy chắc nó hoảng loạn lắm. Sợ lắm, gung bắn hết. Trời. Bé gái lớn rồi nó muốn khóc. Vậy là hồi nãy có mấy cái đối tượng lại gõ cửa luôn, đập cửa rồi nhà mình luôn. Có. Có hai đối tượng. Bịt mặt rồi nó bảo hiểm bịt bụng hết. Thấy thoáng dáng vậy thôi chứ nhìn không rõ. Hồi hôm thì quản bị phải không? Cũng bị hôm thì cũng nghe sọt sẹt trên cửa chứ không có đập bùng bùng như lúc nãy. Tại vì có những đối tượng mà nhắn tin đe dọa mấy anh em YouTube á, nói là nếu mà đến quay giúp đỡ nữa thì sẽ cho người chém gì đó. Rồi lúc sáng thì có mấy anh em YouTube lại quay á, thì không biết có nhận được tin nhắn đe dọa gì không mà mấy anh tóc bỏ chạy hết. Còn sót lại hai anh ở nhà sau đang quay bé gái thì chạy vô tôi đóng cửa lại. Hai anh đó một hồi sau im rồi, hai anh cũng bỏ về luôn rồi. Vậy là anh cũng nghi ngờ là nhân tình địch là coi như là cho người đó quậy phá anh. Đúng rồi. Tại vì ở đây tôi đâu có thù oán với ai đâu. Nhưng mà mấy hôm nay là tôi có đăng tải hình ảnh của tên đó lên mạng á, thì mới xảy ra vấn đề này. Đăng tin tiền giả. Mấy bữa nay anh có nhận cái tin nhắn đe dọa nào không? Tôi cũng chặn người lạ hết rồi. Thành ra tôi không có nhận được tin nhắn đe dọa nữa đó. Tại tôi cũng sợ nữa rồi. Tôi chặn người lạ luôn. Không cho người lạ nhắn tin hoặc gọi điện gì được. Giờ mất vợ, giờ đăng tin tìm vợ, bây giờ tìm không được mà còn quay lại là còn bị thằng dò đe dọa tính mạng nữa. Cái là còn mấy cha con. Vợ anh bỏ lâu chưa? Vợ anh bỏ đi nay được hơn tháng rồi anh. Hơn tháng à. Rồi anh có gặp cái tình địch bên dẫn vợ anh đi không hay sao? Nghe những người làm chung đó là kể lại thôi. Chứ tôi cũng chưa có gặp trực tiếp. Nhưng mà tên tình địch của vợ, tên tình nhân của vợ tôi đó là có gọi điện về cho tôi, là nói đang sống chung với vợ tôi, là vợ tôi bỏ nhà đi là hắn bảo bọc vợ tôi thôi, chứ giữa hai người không có chuyện gì xảy ra chứ. Cũng gọi cho tôi nói là hai người đang ở chung nhà nghỉ rồi luôn, nhưng mà ở chung ngủ chung thôi chứ cũng không có làm gì. Nó vô lý không? Dạ. Nó là hai người ở trong nhà nghỉ nhưng mà không có làm gì hết. Rồi hắn bịa chuyện ra để moi tiền tôi nữa. Hắn nói là vợ của tôi mượn tiền của hắn là mua cái điện thoại 7 triệu bạc, mua điện thoại là 6.490.000. Như là 6.500.000 thì cho mượn thêm 500 tiền mặt nữa là 7 triệu. Rồi nạp cho 50.000 đồng tiền thẻ cào nữa. Như là 7.500.000. Rồi á, hắn kêu tôi là phải trả số tiền đó cho hắn. Vợ tôi giờ ngủ nhà nghỉ thức dậy thì vợ tôi bỏ trốn đâu mất rồi. Còn mình hắn ở lại à, hắn cay quá số tiền hắn mắc thì hắn kêu tôi trả. Thì tôi cũng nói giờ tôi khổ quá, con cái tôi lên nhóc nhóc không có tiền trả.
Thôi để tôi góp mỗi tháng 1 triệu. Vậy là bây giờ anh góp luôn hả? À, nói vậy thôi chứ mà giờ tôi cũng chưa có tiền để mà góp nữa. Bây giờ là mình chưa có khẳng định là biết có lấy tiền mua điện thoại hay không. Thì bởi vậy thì tôi mới nói là để góp một tháng 1 triệu. Nói vợ tôi mượn như vậy đó. Thì để tôi gặp được vợ tôi xác minh, nếu mà vợ tôi có mượn hắn như vậy thì tôi mới trả được. Dạ đúng rồi. Bỏ đi, anh có tới 5 đứa con rồi. Dạ 5 đứa. Dạ 5 đứa luôn rồi. Từ lúc bỏ đi rồi anh có liên lạc với vợ anh không? Tìm mọi cách liên lạc nhưng mà không được, tại vì vợ tôi cắt đứt liên lạc. Dạ. Nhiều khi tên nhân tình đó đó là họ sẽ ngăn cấm, ngăn cản là không cho vợ tôi liên lạc về. Dạ. Tại vì em thì cũng mới tới, cũng xem mấy anh em quay thì cũng tới hỏi thăm. Cái nhà này là anh thuê là nhà của anh? Nhà thuê. Dạ. Anh tên gì? Tôi tên thiệt là tên trong giấy tờ tên Hận, còn dạ. Tên ngoài thường gọi là tên Sang. Hai bé này giống sinh đôi á anh, hai bé này sinh đôi ha. À, hai bé đó sinh đôi, sinh năm 1 á, 3 năm mà 4 thằng á. Bây giờ tổng cộng 5 đứa luôn rồi. Anh mình vậy sao mà anh làm công việc gì? Lúc trước thì tôi làm tài xế. Dạ. Còn bây giờ thì ở nhà trong mấy đứa nhỏ thì đâu có làm được đâu. Nếu mà bỏ đi vậy thì cũng phải về để mà giải quyết như thế nào. Nếu mà bây giờ vợ anh mà quay về thì anh có cái hướng giải quyết như thế nào? Giờ vợ tôi mà quay về thì tôi sẽ tha thứ cho vợ tôi để cùng nuôi dạy chăm lo các con nên người, nó được ăn học, nó có tương lai. Nhà tôi là anh sẽ bỏ qua tất cả. Bỏ qua tất mình cả. Sẽ không hỏi về cái vấn đề mà đi hay không đi nữa. Nhà vợ tôi có đi đâu thì tôi cũng không đá động tới, không hỏi tới. Dạ. Để cho vợ tôi nó khỏi có ai nái. Dạ. Té đó con. Rồi trước đó thì cho em hỏi là anh có đánh đập vợ con gì không? Không, vợ chồng tôi sống vui vẻ bình thường à, không có gì hết. Dạ. Dạ. Ở đây sớm gần đây cũng biết vợ chồng tôi sống rất là vui vẻ, hạnh phúc. Lễ lộc, sinh nhật hay gì đều có hoa, có hòa, nước hoa, nè son môi. Rồi dắt vợ tôi đi ăn lẩu, rồi ăn ở quán rồi. Dạ. Nói chung là tôi cũng biết cách là ga lăng với vợ lắm. Chị làm công việc gì vậy? Vợ tôi từ trước tới giờ, từ lúc về sinh sống với tôi giờ là ở nhà chăm con, ở không ở nhà thôi, không có làm bất cứ việc gì hết. Nhưng mà gần đây nè, trước Tết một tháng là tôi hết việc lái xe. Hai vợ chồng tôi mới rủ nhau là đi chạy tiệc đám cưới. Dạ. Đó. Xong cái có gặp cái quán bia thương ngoài kia tuyển nhân viên thì vợ tôi nói để cho vợ tôi làm đó, lương cũng ổn định. Tại vì chạy tiệc đám cưới là một tuần chạy được có 3 ngày thôi. Đó, 2 ngày 3 ngày. Còn ở đó là tuần thì làm suốt tuần. Thế vậy thôi, để vợ tôi làm thì tôi chạy tiệc. Tôi nghĩ chạy xe nhưng vẫn chạy tiệc chứ không phải là ở không. Dạ. Đó, thì vợ tôi làm trong đó được hai mấy ngày á, là tiếp xúc với tên Dũng á, là thu tiền á, là kế toán á, trong quán. Vợ tôi á, là lấy tiền của khách kệ bàn mà rồi đem lại tên Dũng đưa thu ngân đó, rồi hai người tiếp xúc với nhau và có nảy sinh tình cảm rồi dắt nhau bỏ trốn luôn. Thì nếu mà chị vợ của anh nghe được thì nên quay về thì ảnh sẽ bỏ qua, sẽ không có nói về cái vấn đề đó nữa. Thì mong vợ của anh là quay về để mà lo cho mấy đứa nhỏ. Vậy là hai vợ chồng anh chị lập gia đình lâu chưa? Nay được 6 năm rồi. 5 năm mấy, hơn 5 năm. Dạ. Cũng có giấy hôn thú rồi đầy đủ. Có giấy kết hôn rồi đàng hoàng. Dạ. Vậy mà có 5 đứa con bây giờ. Chị vợ anh là tên gì? Em quên nè. Vợ tên là Mã Thị Thanh Nhàn, quê ở Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai này luôn. Dạ. Yeah. Thì chị có xem được cái video clip này cũng nên về. Đó, con cái bây giờ quá trời luôn, mình anh sao mà chăm sóc nổi này không biết nữa. Bây giờ mình đi vô trong căn nhà anh nè. Để anh quay cho mọi người xem căn nhà của anh. Đây là căn nhà cấp 4 cũng cũ lắm rồi. Yeah. Này cắt cũng lâu lắm rồi, nó cũng đen đúa cũ xì lắm rồi mà chưa có tiền để sơn lại cho nó đẹp lại. Là mình thuê tháng điện nước cũng 2 triệu rưỡi ha. Đúng rồi. Dạ. 2 triệu tư mấy chục á. Dạ. Yeah.
gà trống nuôi 5 đứa con. Chị Mạnh Thường Quân, chị bên Mỹ. Chị Hạnh, xe đạp Mạnh Thường Quân mới gửi chị Hạnh ở bên Mỹ, chị mua xe đạp cho bé đi học và chị cũng tài trợ cho bé đi học đến nơi đến chốn luôn. Chị ủng hộ hết kinh phí học hành, quần áo, sách vở của bé hết tất cả. Rất là vui luôn khi mà được chị Hạnh bên Mỹ hỗ trợ. Đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi anh? Vợ tôi bỏ đi, bỏ lại là 4 đứa con này, đứa lớn nhất là hơn 3 tuổi, cặp sinh đôi hơn 2 tuổi. Và em bé mới sinh là lúc vợ tôi đi 8 tháng tuổi, nay tháng là được 9 tháng tuổi. Mấy trai mấy gái nè? 4 thằng trai hết, vợ tôi kiếm con gái, nó ham con gái kiếm con gái, mà gan trai đẻ hoài, đẻ con trai không à. Là cuối cùng ra 4 cô thằng cu. Dạ 4 thằng cu luôn. Mới đầu là sinh thằng trai rồi à, mình tính kiếm thêm đứa con gái ha. Nhưng anh kia sinh thằng trai là tôi kêu vợ tôi nghỉ rồi. Tại vì tôi có đứa con gái là con của vợ trước. Dạ. Yeah. Nay lớn lớn là con của vợ trước. Con của vợ trước nay được 12 tuổi rồi. Yeah. Rồi là vợ tôi không chịu. Vợ tôi tính nhõng nhẽo, ổng ảo mẹo lắm rồi cứ năn nỉ tôi, nó thôi để sinh thêm đứa nữa đi, em ham gái. Gái ra em mua đầm rồi cho nó mặc, em trang điểm, em thắt tóc rồi nó làm đẹp cho nó thấy cưng lắm. Dạ. Yeah. Thay vì thôi cũng chịu vợ sinh ra, mà sinh ra nguyên cặp trai. Yeah. Hai thằng. Vợ tôi cũng buồn lắm, thích gái mà đòi sanh trai không à. Cái cũng thương vợ, vợ đòi sanh nữa, kiếm gái nữa rồi sanh thêm một thằng nữa, là 4 thằng. Năm nay vợ tôi lại đòi kiếm thêm một đứa gái nữa. Tôi nói không được đây em ơi, giờ cũng mình cũng đang khổ. Mà sanh 4 thằng con trai rồi mà lỡ một thằng nữa, 5 thằng nữa là nó quậy banh nhà luôn. Cuối cùng ra là sanh trai luôn. Sanh trai 4 thằng trai không, kiếm gái không có được đứa nào hết. Kiếm đứa gái ra lòi ra 5 cu, 4 dạ. Cu. Đi tháng rồi cũng... Hơn 1 tháng rồi, tháng mấy ngày rồi. Không có liên lạc gì luôn anh? Không. Anh có đi kiếm không? Có đi kiếm nhiều nơi lắm rồi mà. Từ Biên Hòa, Long Thành, Đồng Nai, Nhân Trạch, từ vòng vòng khu vực đây là tôi kiếm hết rồi mà. Ban đêm chạy xe đi còng còng ngoài đường như khùng vậy đó. Dạ. Cái mong có tìm vợ, vô tình thấy vợ mình đi ngoài đường không? Nhưng mà cũng không có được cái hy vọng nào hết. Cũng ước mơ, cũng hy vọng ha. Hy vọng được gặp vợ ngoài để mà đưa vợ về. Mà không gặp. Cái gian nhà bếp của anh phía sau hả? Dạ đúng rồi, đây với bếp nên có mấy đứa con về sao đi làm đây? Thì bây giờ ở nhà trông con thôi, cũng nhờ cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân với xóm riền cho cái gì ăn cái nấy thôi, chứ hỗ trợ thôi, chứ tôi cũng đâu đi làm được đâu. Đây là con gái lớn của anh. Con đúng của, rồi, con của vợ trước. Bé này 12 tuổi rồi. Bé sanh năm 2010 đó, mà sanh cuối năm 27 tháng 12, còn có 3 ngày nữa bé phải chịu quang 1 tuổi. Giờ con nấu gì ăn cơm? Con anh nha. Đây là con gái của anh. Để chiên trứng, có chiên cá không con? Chiên cá đi. Mà... Lấy cá nấu canh. Chiên đi cá đi chiên. Ủa, chiên đi, chú thích ăn cá chiên. Vậy con nấu ăn nè, giỏi ghê không? Có vụ chú thích ăn cá chiên đó nè. Có phần chú à. Chú đâu có phần đây chú. Bữa nay cho chú ké một bữa rồi. Dạ, nấu cá. Sao con không nói vậy nè? Chú không thấy nhà con bao nhiêu người hả? Có một con cá mà nhà con bao nhiêu người nè chú. Có gì đâu, chú ăn bữa cơm mà chú để lại 100 đô được rồi. Đó, dạ. Con nói nè, cha nè, 5 chị em con nè. Mở mổ con móc ruột nó ra được rồi. Không, cái đó là tao bóc rồi đó. Cái đó tao bóc rồi đó. Còn cá này giống bỏ tủ lạnh cứng quá. Cá viên hồng à. Chị hôm qua chị cho ngăn cửa, chị cho tối rồi không ăn. Đây cũng có nhiều. Để vô tủ đông sáng giờ mới gã ra, giờ chiên lại. Cũng có nhiều ông bà cô chú thấy hoàn cảnh mình vậy đó rồi cũng cho này cho kia không anh. Có chị Bình ngang cửa nè, chứ hay cho đồ ăn lắm. Chỉ cho cá, cho thịt. Hôm qua thì cho thịt gà, hôm nay ông dắt chiều sáng cho thịt gà, chiều thì cho cá điêu hồng. Con lớn lên là chị Hạnh về bên Mỹ rước con đi luôn hả? Có không? Không biết ha. Bây giờ cô Hạnh là tài trợ học đến nơi đến chốn đó, thì tới nữa thì thành tài thì cô Hạnh rước đi bển luôn chứ gì đâu. Rước đi rồi lúc đó có tiền lo cho cha với mấy đứa em. Bé có đi học không anh?
Bé học tới lớp 5 rồi, bé nghỉ 2 năm nay rồi. Bây giờ cô Hạnh ở bên Mỹ, cô tài trợ rồi. Năm tới bé sẽ đi học lại. Dạ. Bây giờ cũng đã cỏ rồi, không mình cũng thấy hè rồi. Thì làm cơm trưa. Mẹ mới 12 tuổi mà cũng rất giỏi việc nhà. Bây giờ phải chăm sóc 4 đứa mà nuôi mấy đứa em. Bé tên gì mà? Con tên gì con? Phượng Anh hả? Phượng Anh. Giờ làm cơm. Thôi để con làm đi nha, để chú nhìn thôi, chú đói bụng. Rồi con làm đi, chú quay vòng vòng. Chú đói bụng rồi chú ăn hết con cá à. Thôi giờ bé chú giải chuẩn bị tiền cá với lại nó canh với cái gì. Đứa này hướng động lắm, nó không nghĩ ngay trừng hết cái đứa này. Coi nó dẫn nó ngủ đi. Ủa còn đứa nữa đâu anh? Đứa đó, bà chị nhà kế bên đó, bà thương nó lắm. Bà ẩm gì bà ngủ chưa rồi. Mấy anh này quậy quá à, anh kia không ngủ được. Để đây coi, chị kế anh cũng đã nha. Này lúc trước sao anh không có kế hoạch giảng giảng ra chứ em thấy mấy đứa cũng nhỏ nhỏ không? Tại vì vợ nó ham sanh kiếm đứa con gái. Thì bây giờ giữ một lần cũng giữ là cũng cực à. Thôi giữ thì giữ lần luôn thì sao nó khỏe. Làm liên khúc luôn. Chứ để mà sau này giữ rồi cái sau này 5-7 năm cái xanh lại nó ngán lắm. Dạ. Trong đứa cũng trong, trong hai đứa cũng trong. Hai đứa này là đứa nào là anh? À, đó anh là em. Dạ. Cũng cách nhau có 5 hay sao? Sinh đôi. Sinh đôi luôn hả? Dạ. Cách nhau có 5 phút à. Dạ. Thằng đó sanh phút thứ 40 này, sanh phút 45. Dạ. Áo đỏ là anh. Còn bé kia ngoài kia nữa. Kìa bé ngoài kia. 1:40. Bé ngoài kia là Út hay sao anh? Bé nhỏ đó. À, bé nhỏ là Út. Bé nhỏ Út ở bên bên nhà bà chị rồi. Út nhà bên chị hả? Ở đây là bé lớn. Dạ. Bé bé là còn uống sữa. Uống sữa hết. cho cha mẹ buồn ở dưới quê không? Không, tại vì gia đình ở dưới quê cũng đối xử tệ á, cho đất đai rồi mà lấy lại, thành ra vợ chồng tôi mới bỏ xứ rồi đi lên đây lập nghiệp luôn. Vậy là hồi lúc trước mà anh với chị là đến với nhau là cũng là về quê sinh sống chứ là sao? Sống trên đây nè, rồi đợt dịch đó mới về quê cắt nhà ở, cũng còn mấy con đất ở dưới quê á. Cha mẹ cho đã rồi, cha mẹ lấy lại, nói là của tao, chưa có giấy tờ, tao thích tao cho, không thích thì tao lấy lại. Buồn quá, mình mới dỡ nhà bán đi cho người ta. Mình thuê xe tải chở hết đồ đạc lên đây để mà lập nghiệp làm ăn. Nếu mà ở dưới quê vợ chồng sinh sống chắc cũng không đến nỗi để xảy ra chuyện này. Ở dưới tuy nghèo thì mà vợ chồng có nhau. Anh Thẳng là đông anh chị em không? Ở nhà có 4 anh chị em mà, nhưng mà tôi là đứa con đầu, đứa con vô thừa nhận. Cha tôi không có thừa nhận tôi là con của cha. Đặt tên tôi là tên Hận. Là hận đời á, hận hai người, hận tình với nhau á. Cũng không có được yêu thương nữa, thương ba đứa em thôi. Tôi đã từ nhỏ 12-13 tuổi lao động vất vả để kiếm tiền lo cho gia đình rồi. Nhưng mà cuối cùng khi tôi lớn lên thì tôi chẳng có được cái gì cả. Buồn quá thì tôi bỏ xứ ra đi, là tôi nhất quyết là ở trên đây luôn, có sau này có chết thì tôi cũng ở trên đây, với tôi không về quê nữa. Hai con sao ngủ đi nè,
không ngủ. Anh Hằng có dự cái dự tính gì cho tương lai cho nếu mà cái trường hợp sống mà vợ không có gì á? Thì vợ tôi không có về thì cũng gà trống nuôi con thôi chứ sao, cố gắng hết sức là để cho mấy cháu nó được có cái ăn cái học để sau này nó được nên người có ích cho xã hội. Nó bị kẹt dính cái con thâu rồi. Bây giờ nếu mà hồi xưa mà không về phải cố gắng chứ, cố gắng mình nuôi mấy đứa con mình chứ. Đúng rồi anh, con mình tạo ra mà mình phải có trách nhiệm để nuôi nó chứ. Cũng có nhiều mạnh thường quân xin nuôi phụ khi lớn bắt về, rồi hay là kêu gửi ý rồi gửi vô chùa hoặc là cái mái ấm tình thương nào đó, nhưng mà nó đã vô phước bị mẹ bỏ rồi thì còn cha, thì tôi nở lòng nào lại tôi bỏ nó đi là nó để mất luôn, đánh mất được cái tình cha nữa. Thành ra cứ giờ cỡ nào dù nghèo hèn, có rau có cháo ăn cháo, cha con vẫn ở bên nhau, không có rời xa nhau dù nửa bước. Khó khăn cái nào anh cũng quyết là không cho con? Không. Có nhiều chị đại gia bên Sài Gòn á là điện thoại hỏi là nhà tôi giàu lắm, là không có con cái gì hết á, anh cho tôi đi để cho cháu nó được nhờ tấm thân, tôi sẽ cho anh một số tiền lớn là để anh lo cho các cháu còn lại á. Nhưng mà tôi cũng nhất quyết không cho. Chị nói anh cứ cho một cái giá đi, anh nói thì là bao nhiêu cũng được. Tôi nói không, con tôi là vô giá, tôi không có cho đâu, chị đừng hỏi giá gì mất công. Con tôi là vô giá, tôi con tôi sống với tôi là tôi không có cho. Ở Sài Gòn hả anh? Dạ. Con mình thì mong người mẹ sẽ thấy rồi quay về cùng với anh phụ để cho mấy đứa cháu ngủ đi nè, làm gì làm đó, ngủ đi con, chồng mong đó, chồng em nữa hả? Chồng em à, giờ này mà còn chồng em nữa con, giờ ba giờ hết em rồi, hết chồng rồi. Cũng cảm ơn anh ha. Cảm ơn mấy anh nhiều. Xuống dưới coi bé nó nấu cơm xong thì cũng cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn khán giả, xin nhờ cộng đồng mạng, nhờ khán giả chia sẻ clip này mạnh dùm để khi vợ tôi mà xem được, hoặc là những vị khán giả cộng đồng mạng nào á vô tình nhìn thấy được vợ tôi á, thì gọi về các anh em YouTube hoặc là gọi tôi đến để mà đón vợ tôi về để lo cho các cháu. Xin cảm ơn. Đây là vợ của anh Hằng nè mọi người.